Kính bạch sư cho con hỏi, con thường làm phước rồi hồi hướng đến chư thiên phi nhân và chúng sanh. Vì con có nghe khi mình nhớ tưởng đến họ, họ sẽ được họ hộ trì giúp đỡ trong khả năng của họ. Nhưng hôm bữa con có nghe sư nói đã có số phi nhân cũng là chưa có chánh kiến. Nên giờ con hồi hướng, con hay suy tư như vậy, họ có hoan hỷ với mình không? Và có hộ trì mình nữa không? Con thấy suy nghĩ này cũng sai nhưng con không tự trả lời cho mình thông được. Sư trả lời ngắn gọn thôi. Sư thưa với quý vị đó. Khi mà mình cho quà người ta đó thì đương nhiên ai cũng vui. Khi mình hồi hướng cũng vậy thôi. Mặc dù á, là họ là chư thiên chưa có chánh kiến nhưng mà mình hồi hướng cho họ thì họ cũng hoan nghỉ. Cho nên là không có vấn đề gì hết, quý vị cứ yên tâm.